Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì mình đi chung phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì nói chung á, là tất cả những cái áp lực bán cũng như là những cái sự lây lan tiêu cực ở trong phiên ngày hôm nay thì hoàn toàn nó đều diễn ra trong phiên ATC hết. Và anh chị thấy rằng là chính vì nó diễn ra trong ATC thành ra rất là bị động, anh chị không thể nào làm được cái gì hết, đúng không? Chỉ có biết nhìn rồi tới cuối phiên là thấy nó bị bán thôi, bó tay, đúng không? Nhưng mà thật ra đã có rất nhiều những cái dòng cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu trong phiên là bắt đầu nó đã có những cái sự tiêu cực rồi, chứ cũng không có cần mà chờ cho tới ATC, đúng không? Nhưng đa phần là những cái sự lây lan, những cái sự có thể gọi là bị bán lây, có nghĩa là những cái dòng mà nó rất là an toàn và nó không có bị gì trong phiên hết đó, nhưng mà vô ATC do là những cái áp lực chung thành ra là nó cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng mà đương nhiên là những cái dòng đó thì ảnh hưởng nó cũng không có quá nhiều, lây lan là có nhưng không phải là bị bán chủ động, và biên độ nó cũng không có thẳng như mấy con kia, đúng không? Và anh chị cũng biết rồi là thị trường Việt Nam là những cái phiên như là ATO và ATC là những cái phiên anh chị hoàn toàn không thể nào làm gì được hết đó, nó rất là bị động luôn, đúng không? Chỉ có biết chờ thôi, chờ hết ATO để có được cái giá mở cửa trong ngày và chờ hết ATC để có được cái giá đóng cửa. Lỡ như có những cái biến gì mà xuất hiện trong ATO và ATC thì anh chị mình cũng không thể nào làm gì được, đúng không? Giống như buổi sáng nó mở gấp úp gấp đào anh chị cũng đâu làm gì đâu, cho nên buổi chiều nó muốn đạp muốn kéo gì trong ATC anh chị cũng không thể nào biết được anh chị ha. Bản thân mình cũng chả biết được là cái bữa này nó đạp, đúng không? Chính vì vậy tại sao phải tập trung vào sự phân hóa, tại sao phải luôn luôn phòng thủ, đợi nước tới chân mới nhảy là nhảy không có kịp đâu, không biết nước khi nào tới để nhảy luôn. Hiểu vấn đề chưa, dặn chưa, đúng không? Đó là lý do tại sao những dòng nào đã lên cao, đã có biên lợi nhuận, đã có FOMO và đang chờ một cái quá trình hình thành lại, anh chị phải cho nó thời gian lên trên đó, anh chị nên bán dần hoặc bán hết cũng được, tại vì ai cũng có lời ở trên đấy hết, đúng không? Nhưng cái volume mà nó chưa thật sự ổn đừng mua lại sớm, đừng mua lại vội, tại mình phải tính lỡ nó bán cái ào xuống một phát nó sàn hai cây là nó rất xa những cái nền hỗ trợ, đúng không? Là một là bị mất lãi rất nhanh, hai là lỡ mà mua cao cao là cắt lỗ rất nặng, mà nó tuột là thiếu đường là nhập không kịp luôn, là tuột xuống dưới mất tiêu rồi. Thấy chưa, hiểu tại sao phải phòng thủ chưa, đúng không? Vậy mà mình bán nha, vẫn có người kêu mình bán non, đúng không? Chân có chút xíu là đã kêu rồi, non non, ui thằng này bán cái gì mà sớm, cổ phiếu còn mạnh như vậy mà đó, thư hết, đúng không? Em nói rồi, em không có bán được ngay đỉnh, em cũng chả bắt được ngay đáy, đúng không? Dòng chứng đi, em cũng chả bắt được cái đáy một, em bắt cái đáy hai là giá hâm chính, lẻ đây này, đúng không? Ví dụ như nó kéo lên tới 32 chấm mấy nó mới gãy, em cũng chỉ 31.8, 32 là em bán rồi, cái khúc sau em cũng chả ăn được, đúng không? Nhưng mà mình phải tính là cái khúc sau đó, cái biên độ lợi nhuận nó mỏng dính như một cái tờ giấy vậy đó, đúng không? Cho dù T cộng anh chị có về rồi đi chăng nữa, cái biên lợi nhuận ở trên nó không có nhiều, anh chị tính đi, từ giá hâm chính nó kéo lên có 14% thôi mà em đã ăn 12% thì cái phần ở trên anh chị còn bao nhiêu, anh chị mua vô thì được cái gì? Mà nó gãy ngang một cái là có phải một cây sàn không, mà những cái con đầu cơ nó sàn lẹ lắm, không kịp nó luôn á, nhiều khi canh bán không kịp luôn. Anh chị thử đi, nó bán ATC anh chị bán kịp không? Không bán kịp. Hôm nay nó ép một cú nè, có nhiều người hôm nay cũng không hiểu tại sao tự nhiên nó quay đầu sàn liền luôn, đúng không? Hình dung nhé, đó thành ra là cứ cao cao là ui sợ ma quá là lo mà lui đi, đúng không? Chuyển qua tích lũy đánh dù sao nó chỉnh chỉnh ngay nền mai bật lên khỏe, đúng không? Đó đó là lý do tại sao mà phải có chiến lược anh chị ha. Đánh thị trường này á, đánh nhiều quen rồi phải biết sợ đó, tại vì nó dị lắm, lo cà chớn là nó đạp à, thị trường mà FOMO mà tự tin là nó quất à, một cái bóp, đúng không? Cứ tự tin xíu là giả vô mặt cái chát cái này nè, đó đó là mày tự tin không, mày tự tin nè là nó giả cho một phát, hiểu chưa?
Hiểu thị trường chưa? Đừng có tin bố con nào hết đó. Thị trường này không có tin ai đó. Tin vào mắt mình thôi. Tin vào cái gì? Nhìn vô thấy không ổn rồi. Thứ nhất, dưới đáy mình bắt, không ai bắt theo mình hết. Khi kéo lên, tự nhiên nó lên một cái, tự nhiên một nhà vô luôn. Ở đâu người ta cũng hô mua hết là thấy không ok. Tại sao 29 hôm mua mà 32 lại mua? Đúng chưa? Hòa Phát tại sao 25 không mua, 27 mới mua? Đúng mà. Anh chị nhé, à, lưu ý phòng ngừa không bao giờ thừa hết. Hình dung như vậy giúp em. Rồi, nhìn chung hôm nay á, mình cũng không cần nhìn chỉ số nhiều đâu. Tại hôm nay đa phần giảm hết thì đa phần cái biên độ giảm về chỉ số nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình cứ tập trung cổ phiếu thôi, em vẫn quan điểm tập trung cổ phiếu. Còn những cái sự lây lan á, ngày mai á, mọi thứ nó sẽ được trả lại bình thường. Nhưng những cái con á, mà có biên độ lợi nhuận cao á, và FOMO lớn á, ngày mai nó sẽ cực kỳ áp lực luôn. Mà ngày mai quan trọng là, cái quan trọng nhất của thị trường là ngày mai nó mở cửa như thế nào, để chúng ta có những đánh giá. Ủa, em bán trên đúng không? Em nói anh chị sao? Em nói với anh chị ở trong room của em rất là nhiều ngày luôn. Có những ngày nhá, dòng trứng, dòng thép nó chỉnh rất nhẹ nhàng. Em kêu là chỉnh như vậy thì cũng như không. Chỉnh để làm cái gì? Nếu nó sàn em mua. Vậy bây giờ sàn chưa? Mua không? Canh chứ. Sao này không? Đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi nói mấy ngày rồi. Có những ngày nhá, nó cũng đỏ lại 1-2%. Nhưng mà em kêu, anh chị ơi, đỏ 1-2% thì nó ít quá. Mình cũng mới bán gần đây mà chỉnh như vậy thì chưa có đủ. Anh chị thôi, anh chị đừng có mua sớm. Và dặn luôn, cái bữa rút chân á, anh chị tuyệt đối không được bắt rút chân những cái con trên cao. Tại vì bắt như vậy cực kỳ bịp, cực kỳ rủi ro luôn. Mà nó quay lại một phát là cái biên mở biên của nó rất là lớn. Anh chị biết con nào cũng tăng gần 20 mấy phần trăm, 10 mấy phần trăm rồi. Bây giờ mà nó tháo hai cây sàn cái là cũng thấy cũng ú ù với nó. Đúng không? Mà anh chị biết những cái con đó làm gì có chuyện mà nó giảm ít, nó tuột một phát là sàn. Ai cũng có lãi hết. Và cái độ quan tâm của ta cực kỳ lớn. Hình dung nha. Mấy ngày trước còn có ông hô mua bất động sản ở mầm mà. Đúng không? Nhiều con view thì trường làm thầm lên đó mà. Đuổi cái trận đó mà. Dễ gì mà nó không bán. Giờ nó bán nha. Nó bán xuống một cây nữa thôi. Rồi hàng về là cắt dưới đó hết là cũng mệt nữa. Nhung ha, thành ra cái gì cũng vậy, cứ chọn tích lũy là ok. Tích lũy là nhà, tích lũy là bạn. Thành ra áp lực kề kia cũng không quá nhiều. Cân lại nhanh, hồi phục lẹ, giữ nền tốt. Đúng không? Những cái con nào mà những cái đoạn trước mình đã bắt xây tua rồi, bắt được chứng khoán, bắt được bất động sản đoạn, bắt được thép đoạn. Bắt được những cái dòng nó một nhịp. Là lên trên cao là bán hết rồi thôi. Thì thôi, đừng mua mấy con cao nữa anh chị, quay qua những con dưới đi. Đúng không? Đó. Rồi, ok. Điểm sơ thị trường nha. Đây nè, em view cho anh chị nhé. Sáng nay. Nè, sáng nay. Morning cả nhà. Vừa đi mình nhìn ATO khả năng sẽ mở gấp úp nhỏ nhỏ. Rồi em có chia sẻ đoạn này. Vừa đi đánh xanh đỏ xen kẽ. Và tuy nhiên vận động từng dòng từng mã. Làm sao cho nó phù hợp nha. Càng cao thì phải càng thiên về những cái sự an toàn hơn. Có nghĩa là càng cao anh chị phải hướng về những cái dòng mà cái chất tích lũy nhiều hơn. Thay vào đó những cái dòng càng lên cao anh chị, một anh chị có giá vốn tốt đi. Có thể anh chị không muốn bán, anh chị cũng phải bán bớt. Ok, sao không được. Có thể một cây sàn ngày hôm nay cũng chưa làm mất hết phần lãi của anh chị. Nhưng anh chị cũng phải ít nhiều gì anh chị cũng phải có bán. Đúng không? Mà mình bán trước mấy ngày. Mình không muốn bán ngay này, em bán non chứ. Em nhận em bán non. Em chưa bao giờ nhận em bán ngay đỉnh. Chưa bao giờ nhận là mình bắt ngay đáy. Người ta có câu là gì? Qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh, mà qua đáy mới biết đâu là đáy. Đúng không? Đừng có tham mà ăn từ gót chân lên đỉnh đầu, ăn từ cái lỗ rúng tới cái lỗ tai thôi là vui rồi. Đúng không? An toàn là được. Quan trọng là an toàn. Lưu ý nhé. Rồi. Đây. Sáng á, là con EIB. Con EIB này là em làm hai dòng rồi. Đúng không? Dòng đầu của EIB á, là em mua 18.2. Đây nè, em mua lần đầu tiên á, là 18.2, đúng không? Buổi chiều là nó quýnh trần lên. Em mua ngày 14 tháng 11. À. Đây, em mua cây này. Chiều nó trần lên, đúng không? Hàng về là cái cây này.
mà em bán á, là em bán ngày 17 tháng 11 luôn. Đây cái nhịp bán thứ hai em ăn ai dòng mà đây đây nè nè, thấy không, hàng về là đây, buổi sáng lúc 19.4 anh chị bán 50%, tổng số hàng EIB chốt lại 5,7%, đúng không? Nhưng mà ngay buổi chiều á là thị trường nó đạp luôn, nó điều chỉnh một cây đây, nó điều chỉnh là chiều em múc luôn. Đây nè, sáng anh chị bán EIB giá 19.3, chiều á nó giảm lại 3%, anh chị mua luôn, mua lại luôn, được chưa? Mua lại luôn, ok chưa? Rồi thì sáng hôm nay là em sẽ chốt cái phần mà hôm bữa em cover, bởi thị trường giảm xuống đây nè, thì đa phần khách hàng trong room em thì khớp đâu đó khoảng tầm là 18.6, 18.7 quanh đó. Thì cái hôm mà thị trường nó giảm ngược lại đây nè, thì anh chị mua được cả chấm 7, chấm 8 thôi, quanh đây thôi, chứ làm gì có chấm 5, đúng không? Em chỉ mua cái giá rút chân ở đây tí xíu. Đó, thì hôm nay á, hàng về, đúng không? Hàng về, thật ra là cái cây này là hàng về rồi nè. Nè, cái cây này là hàng về rồi nè, đúng không? Và tới hôm nay á, là buổi sáng em thấy nó kéo lên tới cao nhất á, là 19.6 lần, đúng không? Nhưng mà em thấy là gì, em chờ cho nó nguyên một cái buổi sáng luôn, em thấy hình như nó không vượt, đúng không? Nó không vượt thì thôi, mình lỡ mình cover ở dưới đây thành công rồi thì sao, anh chị bán luôn. Lúc đầu buổi sáng á là em bán cái phần mà hôm bữa em mua giá đỏ, là em cũng bán giá 19.4 luôn, là giống hôm bữa em bán luôn, mà em làm hai dòng, được chưa? Nhưng mà tới chiều á, đây nè, bữa đó mình bán là buổi sáng á là 19.3, chiều mua lại là 18.7, rồi hôm nay là mình nó lên lại 19.4 là em bán dòng hai, được chưa? Đó, rồi thậm chí hôm nay á, là em nếu hôm nay á, thị trường mà nó không bị bán vào cuối phiên á, là hôm nay đúng ra là dòng dầu khí đánh rồi. Hôm nay nói chung là thị trường nó lại tiếp tục cản trở cái bước đường lên của dòng dầu khí, nhưng mà không sao cả. Quan trọng nhất là em mua từ trước rồi, đúng không? Em chờ nổ em đánh với lại dòng dầu khí tích lũy thì em cũng chả lo lắng, em cũng chả có đủ giá, cái đầu lo. Nè, sáng em kêu anh chị kê trước luôn, anh chị kê trước giúp em BR 50% số hàng giá là 20.5, em kê thôi, em kê sẵn để nó nổ lên là em khớp đó. Rồi BVS cũng vậy, em cũng kê, em cũng kê trước là giá 41, thì buổi sáng có gì đâu, đúng không? Thì kê thôi, mình kê để làm chi, để tí mà cái lực FOMO nó ào vô á thì mình kỳ vọng rằng nó sẽ khớp của mình nhanh hơn đó, lúc đó đỡ cặp rằng, đúng không? Thì em kê thôi. Nhưng mà buổi chiều nó bán ngược lại thì chắc là không khớp rồi, chắc chắn là cũng không có cái giá đó để khớp, nhưng mà không sao hết, đúng không? Cứ để đó. Rồi đây, tới buổi chiều á, đầu giờ chiều em thấy không ổn, mà em thấy nó bị bán tụt về lại là 19.1, em kêu anh chị bán hết EIB luôn, có bao nhiêu bán hết giá trên 19, thì lúc đó nó là 19.15 đó, thích bán nhiều bạn hết sao thấy không, lên có vẻ test đỉnh fail à, không nè, cục đầu test đỉnh chưa thành công, được chưa? Quan điểm rõ ràng rồi nè. Trong phiên á, em đã thấy là dòng thép với dòng trứng là nó có dấu hiệu là nó bị siêu lại nè, đúng không? Chứ cũng không nghĩ là chiều nó sàn, tại vì nó sàn trong ATC, bản thân em cũng không biết được chuyện này, đúng chưa? Em chỉ thấy nó yếu thôi đó. Đây nè, em có nói chị luôn nè, lúc gần 2 giờ nè, neo càng lâu mà vol không cạn là càng rủi ro, cảnh báo tới vậy luôn á, biết để làm gì không, biết cảnh báo để làm gì không, nhắc khéo á, nhắc khéo là alo, có một vài người chưa bán đây nè, bán đi, trời ơi, để người ta nhắc khéo nữa, tôi nhắc khéo đó, tôi nhắc khéo đó, được chưa? Tôi check ra tôi thấy nhiều người ôm lắm, ôm trên cao mà, thì thôi bán đi, được chưa? Đó, nhắc khéo cho rồi đó. Nè nè, Nam Kim trong phiên là con đầu tiên của tín hiệu, sáng nó xanh 2% mà buổi chiều nó đỏ 4% là anh chị biết có điềm mà, thấy đi rồi nè, thấy chưa? Rồi xong, giảm hết nha, nhưng mà mấy con tích lũy thì giảm không bao nhiêu. Nhưng mà nói chung ngày hôm qua là em cũng mới mua con sale này, đúng không? Em cũng mới mua con sale này, em mua giá này ngay cái nền, thì nói chung hôm nay thì nó cũng nằm ngay nền thôi, hiện tại đang lỗ khoảng 200, cũng không bao nhiêu, nhưng mà hàng cũng chưa về. Thì đối với cái con em mua mới này thì nói chung á, em nói anh chị rồi, quy tắc của room của em á là chỉ mua có tích lũy thôi, nếu mua về hàng không ăn chấp nhận cắt đó. Mình có cái phương pháp là gì, mình mua tại nền, nếu sai thì mình cứ bán thôi, chứ tôi không, nhất quyết là tôi không mua đổi à, tôi không mua đổi là được,
Tôi không bao giờ mua cây bùng nổ, tôi không bao giờ mua cái cây mà nổ lên rồi tôi không có đuổi ra. Tôi mua là tôi mua ngay cái điểm tích lũy thôi, được chưa? Mà nếu thị trường có biến gì nó rung đi thì nó cũng sẽ nằm trong cái nền tích lũy này, được chưa? Ví dụ như hôm nay con này nó cũng bị ảnh hưởng này, nhưng mà ngày mai nó xanh lại thì cũng bình thường, không sao đâu, cũng là hòa vốn, biên độ nó không bao nhiêu. Tại vì cái nền tích lũy á, lúc nào cũng vậy, nếu thị trường điều chỉnh một cách nhẹ nhàng hoặc là điều chỉnh do cái sự lây lan chứ không phải bán chủ động. Anh chị biết cái vô ATC cái con này vẫn là tham chiếu mà, con xe nó vẫn tham chiếu mà, có bị gì đâu, nó bị lây thôi, được chưa? Nên chấp nhận nó bị ATC thì ngày mai quay xét tiếp, không có sao hết á, cứ mua tại nền là ok, đúng không? Mình phải có cơ sở để mình mua. Mình mua cái gì cũng vậy, ở dưới mình phải có một cái đệm kim đan để có gì nó còn hứng cho mình, đúng không? Còn á, những cái con tại sao không mua những con trên cao? Trên cao giống như anh chị treo lơ lửng trên trời này, nó mà rớt một cái là tụt không phanh luôn, cái đó lúc đó ai mà cứu? Cứu vô đầu mình á, ở đâu mà cứu, đâu ra, đúng không? Nó gõ mình, nó gõ cái chát 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 đầu mình này nè, cái ở đâu mà cứu, đúng không? Hình dung nó là như thế. Anh đã view anh chị rất là kỹ rồi, đúng chưa? Cảnh báo rồi đó. Bây giờ thị trường vận động như thế nào thì chúng ta đánh theo cái kiểu đây ha. Rồi bắt đầu phân tích sơ sơ nè. Đầu tiên nè, trứng nè, trứng nè, nè, trước một ngày luôn, trước một ngày là có nhắc luôn đây nè nha. Em mua sale đúng không? Rồi mua ngay nền đây nè, em nhắc anh chị luôn là buổi chiều ngày hôm qua nè. Lưu ý chứng khoán hôm nay là kéo VCI và HCM, là hai con này là hai con lên chậm nhất trong dòng chứng. Tại vì tính từ chung một cái thời điểm mà con SSI nó đánh vượt giá 29 á, là SSI nó đã lên đâu đó khoảng tầm là 14%, tính từ cái điểm đó, không tính dưới đáy nha, tính cái đáy 2 á, từ giá 29 lên á là khoảng 14%. Và những cái con mạnh tương đương, ví dụ đừng, ví dụ như đơn cử như là những con như là gì, SHS, đúng không, là những con chạy biên độ tương đương đó. Nhưng mà VCI và HCM là những con yếu, là rõ ràng đây nè, nhìn nhìn sơ anh chị sẽ biết nè. Đây cho anh chị một cái bài hình dung đơn giản thôi. SSI từ cái thời điểm cái cây này nó đánh lên nè, đã đánh thẳng đứng lên luôn, đúng không? Nhưng mà HCM chung một cái ngày hôm đó thì nó đánh đúng cây này thôi, và hầu như là nguyên cái giai đoạn này nó lại đi ngang không tăng, và nó chỉ mới kéo bù vào ngày hôm qua một tí xíu thôi. VCI cũng vậy, VCI từ thời điểm nó nổ chung ngày với lại con SSI là cây này, hầu như sau đó hoàn toàn không tăng, đúng không? Và tới ngày hôm nay thì nó mới có những cái sự mà nó tăng bù lại, và thậm chí tính từ cây này cho tới cây này nó cũng chỉ chạy mới có 9% thôi, là nó yếu hơn rất nhiều so với SSI. Nè, những con chạy tương đương SSI nè, SHS nè, từ cái điểm nổ nè nó chạy lên rất là cao, đúng không? Rồi những con như VRD nè, đây nè, từ cái điểm nổ chung với SSI nó chạy ngang ngửa SSI, thậm chí chạy mạnh hơn cả SSI, đúng chưa? Đó, những con như là gì, MBS cũng vậy nè, đúng không? Mấy con nhỏ này thì em cũng không có thường đánh lắm, em chỉ đánh mấy con lớn thôi à. Đó, nhưng mà anh chị thấy rằng á, là mình so sánh sơ là mình sẽ thấy rõ ràng á, là cái ngày hôm qua nó kéo dòng chứng, nhưng mà nó biết là nó kéo hai con yếu nhất, chứ nó không phải là kéo SSI. Nè, em có nói nè, nếu đánh nhịp kế tiếp của dòng chứng khoán chắc chắn nó phải kéo SSI đầu tiên mới là chuẩn, nhưng hôm nay rõ ràng SSI tham chiếu, có nghĩa là nó không ok, đúng không? Đó, mình nhắc thêm một lần nữa luôn, đúng không? Nhưng mà em nói anh chị rồi, thường á, cái tâm lý trên thị trường FOMO lắm, nó mà thấy cổ phiếu mà nó cứ hướng lên một hồi á là nó cứ chú ý vô cái con tăng thôi, nó không bao giờ nghĩ cái con giảm hết á. Có nhắc bao nhiêu lần thì họ vẫn mua lên thôi đúng không? Đó, nó vậy vậy đó, thị trường nó quýnh vậy mới hay, quýnh vậy mới gọi là FOMO. Cái FOMO là sao? FOMO là gì? Cảm giác sợ mất cơ hội, đúng không? Nhưng mà quan điểm của mình á, mình đầu tư trên thị trường á, mình rất là sợ cái lúc mà mình sợ nhất là cái lúc mà ai cũng thấy cảm thấy ok, là mình sẽ canh bán dần ra những cái vùng đó thì em nghĩ nó sẽ ok hơn đó. Còn anh chị biết trên thị trường á, cái cây mà nó kéo con SSI đầu tiên này, mấy ông nó còn chờ bùng nổ heo đà mà, mấy ông nó lúc đó còn view là thị trường hồi phục thôi, rớt về tiếp 900 mà, có ai view nó lên đâu, thì vậy nó mới lên,
Chứ lên trên đây thì mấy ông lại kêu là lên tiếp thì lên cái răng. Anh gì ha? Em thì kỳ vọng nó tích lũy, em cũng không có nhu cầu là muốn nó chỉnh. Chỉnh thì tốt, chỉnh thì múa, đúng không? Nhưng mà nhìn sơ đi, nhìn volume không ok, volume nó to đung như thế này nó biết không, da lên không bao nhiêu hết rồi vô nổ như nó đùng 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 là biết rồi, đúng nhà chảnh cái gì. Lưu ý ha, đó cho nên là lưu ý cái cây này thật sự em cũng không biết đâu, nó bán ATC không nội ai biết, sự không thể nào biết được luôn á, chỉ thấy nó bán trong vài phút cuối làm sao mà biết, đúng không? Đó rồi tiếp này, dòng thép nè. Em nói thiệt nha, dòng thép nó đánh nô đi mình ba nó rõ như ban ngày luôn á, mà có người vẫn đu vô được thì em cũng lại luôn anh chị ha. Nè Hòa Phát nè, từ những cái cây này là thấy nó rất là xấu rồi, là biết nó sai quay rồi, đúng không? Hoa Sen cũng vậy, là từ những cái cây mà cục đầu, thậm chí nó còn đánh cái cây cục đầu này cho anh chị nữa mà còn mua nữa thì thôi, nó đánh uy tín vậy luôn á, nó đánh mà lên cái ý đồ mà nó muốn bán ngược, mà nó lộ ngay cái mặt nó luôn á, ra đường thiếu đường mà nó viết cái chữ đó lên mặt nó luôn mà nó còn không thấy nữa thì thôi, chịu nha. Nam Kim cũng vậy nè, nhìn rất rõ luôn đó, nhưng khi dòng thép mà nó chỉnh được á là rất đẹp nha, rất đẹp luôn, mình rất là cần luôn, tại vì đây là mẫu hình cọc cổ tay anh chị ha, đây là mô hình cọc cổ tay đây đây đó, mình đang rất là cần một cái nhịp chỉnh, đúng không? Tại vì bữa em bán, em cũng bán Hòa Phát giá 27 rồi, bây giờ em nói anh chị sao, về 25.5 đi, về 25 đi mua lại, ok em thấy được, đúng không? Hoa Sen cũng vậy nè, nó đang tạo ra một cái cốc có tay rất là ok đây luôn, cho nên cái sự điều chỉnh này ở đây á, thì đối với em nhá, dòng thép điều chỉnh như vậy là hợp lý, do quan trọng mình coi coi là nó điều chỉnh như thế nào và tới đâu thôi, thì em nghĩ nó sẽ phù hợp để mình mua anh chị ha. Em là không muốn quan, em view rất rõ ràng nhá, nó kéo lên là em view xấu, chứ nó gãy rồi là em view đẹp nhá, mình không có thể nào đi chung với người ta được. Nếu nó đã chỉnh, nó đã có chỉnh thì cái biên chỉnh phù hợp nhất mà có điểm hướng lên thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình ở cái điểm đấy, thì em nghĩ nó sẽ phù hợp hơn, đúng không? Chứ em cũng không muốn kêu anh chị đi mua đuổi lên những cái cây mà nó dựng đứng 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 lên như này, anh chị mua lên mua lên mua lên thì không có, đúng không? Mình mua ở một cái điểm ở dưới thôi, lên rồi anh chị nào chưa mua thôi anh chị mua con khác, chứ bây giờ sao mà kêu anh chị mua con này được, hình dung ha. Rồi ok, rồi qua dòng gì nữa, dầu khí đi ha. Dầu khí nè, Hòa Vốn bữa mua 18.8 18.9 ngày hôm nay vẫn vậy thôi anh chị ha. Nói chung là do thị trường nó điều chỉnh thành ra dòng này nó bị lây, chứ em vẫn kỳ vọng là dầu khí vẫn đánh tiếp. Ví dụ như BVS nè, đúng không? BVS em nói rồi, ngay từ cái phiên này em cũng không có mua thêm làm gì, tại vì đơn giản á, là em đã mua thêm từ giá 35.5 đồng, đúng không? Em lên cho này em đi chờ bán thôi, không có nhu cầu mua thêm nữa. Mà hôm nay thật ra phiên hàng về mà điều chỉnh như thế này, cái này là do ATC nó bị lây thôi, chứ em vẫn đánh giá là cả ngày con bi vé nó vẫn xanh, thậm chí trước ATC nó vẫn xanh mà, đúng không? Vô ATC nó bị bán một tí xíu thì em đánh giá con này nó bị lây, ngày mai nó cũng xanh lại thôi, không vấn đề gì đâu anh chị ha. Nè nghe giá bữa mình gia tăng luôn đó, cái vốn em thì khoảng tầm dưới 35, mình giao thân lên 35.5, hình dung là như thế. Thành ra những con này thì em cũng chờ ngày mai nó hồi phục lại thì nó vẫn như cũ lại. Và lúc mà thị trường mà bây giờ nó đã chỉnh như vậy rồi, chỉ biết thị trường trong vài ngày hôm sau là nó sẽ rất là yếu, tại vì nó phải cần thời gian cân bằng lại sau cái cây sàn ngày hôm nay, thì đó sẽ là một cái thiên thời để lợi nhân hòa của dòng dầu khí anh chị ha. Cực kỳ lưu ý nhé, đừng có chê, dòng này rất là mạnh, mua là mua đúng điểm. Mấy ông mà chê là biết sao, đua cái cây cao nhất ngày hôm bữa này nó dí cho con cá để dính, chỉ có con vậy mới sợ thôi, đúng không? Nó mua từ dưới nó chi rồi. Băng băng cũng bị ảnh hưởng anh chị, nhiều con cũng bị ảnh hưởng đây nè, nhưng mà nó chỉnh có mấy like nó cũng không đáng kể mấy ha. Dòng này thì nó hơi vô thưởng vô phạt một chút, con HD thì nó bao cung mà anh chị cứ kệ đó à, không, nói chung là ngân hàng thì nó không có chỉnh nhiều, nó không bao nhiêu hết á. Thành ra mình không có, chỉ có con EIB này là cái con mà nó có những cái biên độ tăng nhất định. Thành ra là em cũng có hàng nước để em nước em bán hết vậy thôi.
riêng con này thì em bán hết trong ngân hàng, thì em chỉ bán con này thôi là bán hết, còn mấy con kia thì em giữ nguyên để em mua ngay nền này, có gì đâu mà bán, đúng không? Em đã chủ trương cho anh chị là về băng dầu đánh hết mấy con kia, bán hết để mấy con kia đi, đúng không? Rồi nếu mà chú ý những con tích lũy, em có mua TNG hôm nay cũng bình thường, rồi mua SEL hôm nay hơi bị rủ lại một tí xíu nhưng không sao, những cái áp lực do ATC ngày hôm nay nó bị lây thì em cũng không có đánh giá là nó xấu. À, ngày mai nó cũng sẽ trả lại, những cái con nào mà nó mạnh là nó sẽ mạnh, nó ổn định là nó sẽ ổn định. Thành ra càng lên cao phải càng chú ý về những cái sự phân hóa, cái này cực kỳ quan trọng, đúng không? Đó lý do tại sao mình đưa ra chiến lược, mà cái này mình nhắc là mình nhắc mỗi video nhé, chứ không phải là mình ô thằng này kêu tự nhiên tới cái ngày này nó gãy nó kêu quá chịu đứa ra ở đâu ra, tôi nói mấy ngày rồi, tôi nói cả tuần luôn rồi đó, tôi nhắc rất nhiều luôn, đúng không? Lưu ý nhé. À, rồi chỉnh thì tốt chứ sao, chỉnh múa chỉnh đẹp mà mấy người sao lo mua đi chờ cái gì đó, tới giờ là lại không mua. Bây giờ hỏi là câu chuyện của em, Việt Nam mình có tin gì xấu à, Việt Nam có vấn đề gì à, sao nó chỉnh nó mua, đúng không? Đúng không ạ? À, lưu ý nhá, nhưng phải coi nó chỉnh như nào. Đặc biệt nhá, ngày mai nè anh chị sẽ chú ý, nó sẽ có hai cách mở cửa. Thứ nhất á, nếu ngày mai mà nó đánh theo kiểu sell out, có nghĩa là ngày mai nó xanh từ đầu phiên tới cuối phiên luôn, thì anh chị nào chưa bán chị bán gấp đi anh chị nha, anh chị chưa bán á, ngày mai mà nó hồi cho anh chị bán là anh chị bán ngay anh chị nha, tại vì nó có thể nó sẽ kéo rướn lên một hai cây nhưng nó sẽ gãy lại rất nặng, mà đoạn này tốt nhất là bờ đi, không nên hồi lên quá nhanh. Nếu ngày mai mà nó hồi lên nhanh á, là nó còn đúng một nhịp nữa thôi đó, là nó kéo rướn 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 lên vài cây là buộc phải bán toàn bộ, tại nó đánh như vậy nó không có chỉnh cái gì, như vậy nó không chỉnh, nó không có bền, nó lên như vậy rất là thấp, nó lên thấp như vậy rất là nguy hiểm nhé. Lúc đó bắt đầu sẽ đưa vô trạng thái là anh chị nó chưa bán hết anh chị nha. Đó, nhưng mà đánh cái tỷ lệ mà xảy ra cái trường hợp kiểu này thì em nghĩ là nó không có cao, tại vì nếu mà nó đã tốn tiền mà nó dí ATC ngày hôm nay rồi, khả năng cao là ngày mai nó sẽ mở gấp đôi anh chị nha. Mai những cái con mà trên cao này chắc chắn anh chị mở gấp đôi luôn đó, nhưng mà những cái con tích lũy thì có thể là mở gấp đôi xong nó hồi lên bình thường không sao hết đó, nhưng mà những cái con này nè ngày mai là nó dí. Tại vì anh chị biết á, những cái con như dòng trứng thép hay là kia á, là nó dí á, là ở dưới là một vùng trời bao la luôn, nó dí thoải mái luôn, nó dí chừng nào anh chị cắt thì thôi, cắt xong nó rút chân lên, cái cây rút chân đó mình sẽ chú ý đó, là nó sẽ có một cái biên hướng lên, nó dí đó anh chị mua lại là gì hợp lý. Tại vì bây giờ nếu nó tăng từ 14 cho tới 20% mà nó chỉnh lại khoảng 10% là nghĩ hợp lý, đúng không? 10% ở đây có nghĩa là nó giảm trong phiên và rút chân lên đó. À, cái cây rút chân đó, anh chị chú ý, nếu nó cân bằng được thì nó sẽ có một pha test đỉnh thì anh chị đánh tiếp trong hai anh chị ha. Đó, nhưng mà nhiều con đó, nó đánh cái cây ngày hôm nay nó hơi xấu là gãy trên tăng đó, thành ra cực kỳ lưu ý nhé. Nói chung phòng ngừa thôi, anh chị phòng ngừa anh chị sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng, còn anh chị không phòng ngừa là anh chị thấy nó tiêu cực lắm nha. Rồi ok, chú ý giùm em là được vậy thôi. Nói chung là chiến lược thì mình đã view sẵn rồi thì mình cứ làm đúng như vậy thôi, mình không có cập rập, đúng không? Mình không có cầm con cao, mình nhắc đi nhắc lại, nhưng mà cái gì cũng vậy, khi mà mọi thứ nè người ta bắt đầu sợ như vậy thì em thấy lại ngon, quan điểm em là vậy, vậy mới ngon, đúng không? Vậy mới mua được chứ, tự nhiên đi đâu cũng thấy ông nào cũng tự tin hết thì thôi thôi quá là sợ ma đi, đúng không? Em nói anh chị sao, hôm bữa cái ngày thứ sáu ấy, cái ngày đó là em đi Gia Lai, em đi Gia Lai em ngồi ngoài sân bay ấy, em nói anh chị rồi, hôm nay nhà tư nhân mua rất nhiều, rất sợ ma luôn, đúng không? Anh chị nào vô trong room em coi ơi, em có cắt ra cái room cộng đồng á, chị qua đó coi rất sợ ma luôn, mua dữ vậy mấy ông, ở dưới mấy ông mua lên mua dữ vậy, lại không ok rồi, đúng không? Điều chỉnh ngắn hạn là hợp lý nha, nhưng mà cái cách đánh ngày hôm nay nó cũng tạo ra một cái sự tiêu cực, tại vì nó dí mà nó dí ATC và dí sàn nhiều, rất là nhiều con, nó cũng ghê anh chị ha, cũng ghê đó anh chị, ghê. Nói chung cầm dòng mạnh thì không cảm giác gì, với cầm dòng yếu nó ghê lắm, không phải là yếu mà nó cao rồi nó chỉnh là cũng hợp lý, cái gì cũng vậy, có tăng có chỉnh anh chị, đâu có gì đâu gọi là xấu, cái quan trọng là cái vị thế anh chị đánh giá thị trường như thế nào, đúng không? Chứ không phải là xấu đẹp, nhưng phải là mạnh yếu, cái lúc mà người ta hoảng loạn đó anh chị mới coi mới đúng, đúng không?
mai cứ để nó chỉnh đi, nó chỉnh vài cây xem như thế nào, nó múa. Đúng không? Rồi, em thấy vậy là hợp lý rồi. Chung hôm nay là cũng khá là bất ngờ khi mà nó đánh như vậy. Nhưng mà do là mình cũng có phòng thủ trước, thành ra là mình cũng không có sợ gì mấy. Mình cũng canh thôi, nếu mà nó chỉnh đẹp thì mình sẽ mua tiếp. Mình cũng chờ cái cây chỉnh này khá lâu rồi. Đúng không? Tính ra nguyên một tuần luôn. Đó, nguyên một tuần luôn. Mình nhắc anh chị nhà đầu tư là anh chị ơi, cao cao nhớ bán dần nha, đừng có tham nha, đừng đua nha, cái uy nó chơi nó mỏng lắm, lỡ có chuyện gì nó đạp xuống lẹ lắm, đúng không? Vậy mà có người vô nhận định là nguyên bán con nào con nó tăng tiếp nữa chứ. Vậy không? Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dành thời gian tôi đang xem video của em chị ha, nên chị thay cho em một like đăng ký kênh để không bao lần như thông báo mới nhất khi ra video. Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Cứ chờ ngày mai nhé, ngày mai coi nó mở cửa như thế nào. Rồi có gì trong phiên em sẽ đánh giá cho anh chị mà. Chị nhé. Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.